Chiều nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bình Thuận phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông đã tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về diễn biến vụ việc các đối tượng quá khích gây rối an ninh trật tự tại địa phương trong những ngày vừa qua. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Tuyên giáo xác nhận các thông tin trên báo chí đăng tải về diễn biến vụ việc xảy ra tại huyện Tuy Phong và trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đối tượng quá khích đã làm hư hại tài sản của người dân và cơ quan công quyền, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Trong đó, xác định nhiều người dân do tiếp cận với các nguồn thông tin không chính thống, xuyên tạc bịa đặt về dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, dẫn đến bị kích động gây rối vi phạm pháp luật. Lãnh đạo tỉnh ủy Bình Thuận cũng như Ban Tuyên giáo đề nghị người dân cần phải tiếp cận thông tin chính thống, nêu ý kiến nguyện vọng đúng nơi, đúng pháp luật. Hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận đang xác minh thiệt hại cũng như điều tra về các đối tượng kích động và sẽ có kết luận chính thức để cung cấp cho báo chí. Hành vi gây rối, đập phá trụ sở cơ quan công quyền, phá hoại tài sản nhà nước của một số đối tượng quá khích đã khiến cho người dân Bình Thuận vô cùng phẫn nộ. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật và làm xáo trộn cuộc sống của đa số người dân địa phương. Đường Lâm Đình Trúc vốn hết sức bình yên của thành phố biển Phan Thiết. Sau những sự việc các đối tượng quá khích gây rối, đập phá, phá hoại tài sản của nhà nước, những người dân ở đây tỏ ra hết sức phẫn nộ trước các hành vi trái pháp luật, bởi nó đã làm xáo trộn cuộc sống và làm ăn bình thường của người dân, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và một số công việc kinh doanh của bà con, cô bác ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tôi thấy việc làm này là đáng lên án. Người dân đây là tất cả dân chúng thuần túy thì người ta không bao giờ có chuyện đó. Và dân chúng là kịch liệt phản đối về cái chuyện này. Những người dân quá bức xúc đã yêu cầu lãnh đạo địa phương tổ chức ngay cuộc họp, yêu cầu rà soát xử lý ngay các đối tượng nếu có trên địa bàn. Tôi đề nghị là các cơ quan chức năng phải tìm hiểu cho kỹ và phải tìm cho được cái kẻ cầm đầu và đưa cái kẻ cầm đầu ra là xử lý để cho răn đe cho những kẻ khác, những các cái vụ khác. Hành vi lợi dụng vào cái việc mà phản đối, hiểu không đúng. Thật ra cái chính là một bộ phận nhân dân hiểu không đúng về cái luật đặc khu kinh hành chính kinh tế. Cho nên từ cái khẩu hiệu không đúng này thì có thể bị một cái số phần tử xấu kích động lợi dụng làm cho bà con có những hành vi quá khích. Việc này cần phải được tuyên truyền rộng rãi để bà con hiểu nhận thức đúng để không tiếp tục xảy ra những tình trạng như trên. Trong lúc này, rất nhiều người dân đều khẳng định yêu nước không thể là phá hoại. Mọi hành vi kích động, gây rối an ninh trật tự, đánh người thi hành công vụ đều là trái pháp luật. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công an Bình Thuận hiện đang tạm giữ 8 người do có hành vi kích động, đập phá, tấn công các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự. Tính đến nay đã có 30 cán bộ chiến sĩ bị thương, nhiều trường hợp bị gãy chân tay, ngạt khói, tuy nhiên không có trường hợp nào thiệt mạng như là thông tin thất thiệt. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố cũng tạm giữ hơn 150 người để điều tra làm rõ hành vi, hai cán bộ chiến sĩ và một thanh niên tình nguyện bị thương. Trước vấn đề này thì bên lề Quốc hội, các đại biểu đề nghị cử tri và nhân dân cần tỉnh táo sáng suốt để không bị kẻ xấu lợi dụng. Các đại biểu cũng nhấn mạnh Quốc hội luôn luôn lắng nghe và trân trọng những góp ý của cử tri. Tuy nhiên, những góp ý này cần được bày tỏ đúng pháp luật. Như chúng ta cũng phải sáng suốt, đừng để cho các cái thế lực phản động lợi dụng, cũng như hay là một số những người mà chống phá lại chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam lợi dụng chuyện này để khiêu khích mọi người. Trước cái sự đóng góp, chúng ta có nhiều cái hình thức mà đóng góp cho Đảng, nhà nước và Quốc hội bằng tiếng nói của cử tri, bằng văn bản. Nhân dân trong Bình Thuận có những ý kiến về vấn đề luật đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt này thì chúng tôi nghĩ là cứ phản ảnh, Đảng, nhà nước, Quốc hội cũng sẵn sàng lắng nghe để xem xét. Và với cái thể hiện cần phải hết sức là chuẩn mực, hết sức là tỉnh táo, đừng có để những cái lòng yêu nước của mình mà bị kẻ xấu nó xúi dục kích động là một điều rất không nên. Đập phá là sai, đập phá là vi phạm luật pháp, chúng ta cứ phải xử lý. Còn những người nào họ muốn biểu thị cái thái độ của họ thì chúng ta tôn trọng. Cái việc mà tổ chức biểu tình, tổ chức tụ tập đông người rồi đập phá, rồi ngăn cản giao thông vân vân thì tất cả những hành vi đó rất không nên, vì điều đó là chứng tỏ một sự quá khích, nó chứng tỏ một cái việc là nói rất thật lòng yêu nước đã bị lợi dụng. Những cái hình ảnh mà chúng ta sẽ tốt thì các cái sẽ thu hút được các cái nhiều nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư vào nước chúng ta, bởi vì nước chúng ta có một cái hệ thống luật pháp rất là bình đẳng,
rồi cái hệ thống đảm bảo an ninh rất là tốt. Thế còn nếu những cái hành động mà nó gây rối, rồi tạo những cái hình ảnh không đẹp về cái đất nước chúng ta thì sẽ cũng là một cái cản trở, một cái nguồn lực cản trở để cho tiếp cận được các cái nguồn vốn của các nhà đầu tư nước ngoài, rồi cũng tạo ra một cái tâm lý e ngại các nhà đầu tư nước ngoài. Thì khuyên bà con thật sự bình tĩnh để mà chúng ta cùng bàn thảo. Quốc hội rất cầu thị, rồi chính phủ rất cầu thị. Chúng tôi với tư cách là đại biểu Quốc hội, chúng tôi cũng mang cái hơi thở của bà con cử tri vào trong diễn đàn Quốc hội, chứ không phải là chúng tôi phát biểu là theo ý chí chủ quan của chúng tôi. Tới đây chúng tôi sẽ kết thúc kỳ họp, cũng sẽ về tiếp xúc cử tri và cũng sẽ lắng nghe, ghi nhận tất cả các ý kiến của các cử tri để phản ánh đến Thường vụ Quốc hội, đến Quốc hội để làm sao chúng ta xây dựng được một cái dự án luật là đáp ứng được cái mong mỏi của cử tri. Quan tâm đến những diễn biến đang xảy ra tại một số địa phương, người dân trong cả nước cũng bày tỏ sự không đồng tình trước những hành vi làm mất trật tự an ninh xã hội, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước. Ngay cái chuyện mà Quốc hội để dừng lại không quyết định, thế mà người dân cũng hiểu. Đến những mức độ như vậy, chúng thiếu hiểu biết của người dân là cái mảnh đất tốt để các thế lực phân tử xấu và tôi lợi dụng, kích động. Trước đây cũng kẻ xấu ra lợi dụng đã phá hoại, đập phá các cái doanh nghiệp của tại các khu công nghiệp một lần rồi. Mà bây giờ không nên để tình trạng nó xảy ra nữa. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần thiết phải có những cái biện pháp mà giải quyết. Tập trung đông người nó ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đấy, và ảnh hưởng tới như vậy sản xuất. Nếu là những khu công nghiệp thì như vậy là ảnh hưởng trực tiếp tới như vậy là sản xuất của khu công nghiệp. Mà nông dân thì như vậy ảnh hưởng trực tiếp tới như vậy là sản xuất nông nghiệp. Ở người địa phương thì chẳng qua mình, nếu mình gặp ý thì phải gặp ý các nơi, các chỗ, chứ không phải đụng chỗ nào mình gặp ý. Ví dụ như nên gặp ý thì nên những tiếp xúc cử tri. Cái gì cũng từ từ đó mình giải quyết, chứ mà không biết cứ nghe người kia nói người nọ nói cái chúng alo trò cái chấm nhau cái đập phá vậy là không có được. Trong con mắt thế giới á, mà mình có những cái hình ảnh xấu á, thì thứ nhất là người ta sẽ không về đất nước mình đầu tư. Thứ hai là người ta cũng không thấy mình là tập trung như thế, đồ đập phá đồ đạc như thế, người ta cái mảng du lịch cũng sẽ kém đi. Anh bạo động, anh chống lại người làm nhiệm vụ thì cái chuyện đó là cái chuyện anh bị người ta lợi dụng, ta kích động cho anh để anh phá hoại cho chính quyền hay không? Sự bất ổn về chính trị thì chỉ có tổn hại của nhà cho đất nước thôi. Đừng để mọi người dân, đừng để cái lòng yêu nước của nhà bị cái nhà lợi dụng. Cộng đồng mạng cũng đã kêu gọi những người quá khích cần phải bình tĩnh, tránh những hành động cực đoan gây tổn hại cho chính mình và đất nước. Thực ra có người cũng chẳng biết luật đặc khu gồm những gì, nhưng cứ thấy rủ dê là đi thôi. Bọn xấu lôi kéo kích động đám đông, gây ra bạo loạn, như vậy là phạm luật. Chắc chắn có sự kích động. Chúng là ai thì lực lượng công an cần làm rõ để trừng trị và công bố cho dân biết để cảnh giác. Bạn có thể yêu nước nhưng không được bạo động. Khán giả có nickname Hoàng Thủy bày tỏ quan điểm. Yêu nước nhưng mọi người không nên làm vậy. Tôi không đồng tình với những hành động như vậy. Nhiều ý kiến thì kêu gọi. Mọi người nên bình tĩnh. Hãy nhớ đến hậu quả nặng nề từ những lần biểu tình quá khích trước đây. Đập phá xong thì lại phải xây dựng lại khó khăn gấp bội phần. Vậy người dân cần tỉnh táo, đừng đập phá chính tài sản do mình tạo ra. Bạo loạn mất an ninh trật tự sẽ không bao giờ là một môi trường đầu tư tốt. Hãy tỉnh táo, đừng tự mình đánh mất cơ hội phát triển của chính mình. Phản đối mọi hành vi quá khích, mọi phản ứng bạo lực, mọi kích động hận thù, mọi âm mưu chia rẽ. Khán giả có nickname Chiến Văn đặt câu hỏi. Dự thảo luật đã được thông báo là chưa thông qua. Vậy người ta xuống đường vì điều gì khi trên tay vẫn là những khẩu hiệu quá khích và hô hào kích động? Nhiều khán giả cũng bình luận. Chúng ta phải là người yêu nước chân chính, đừng vô tình tiếp tay cho kẻ xấu. Cực đoan quá khích chỉ có hại. Dù bất cứ nguyên do nào thì hành vi bạo lực là không thể chấp nhận và chỉ đem lại hậu quả rất xấu.